tâm. Mặt trước bao gồm đèn LED báo tín hiệu, khối đèn báo trạng thái. Mặt sau bao gồm công tắc nguồn và jack nguồn, nút gạt lựa chọn điện áp, chân đấu loa, cổng kết nối tín hiệu input 2 program, cổng kết nối tín hiệu input 1 priority, nút gạt kiểm tra pilot, turn và battery, chân kết nối power replace output và quạt gió tản nhiệt. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ mang lại những thông tin hữu ích dành cho mọi người về các giải pháp âm thanh chuyên nghiệp. Với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh thì Chương Trình Audio chính là một đơn vị uy tín, chắc chắn sẽ mang lại hài lòng dành cho các bạn. Và để nhận những tư vấn về kỹ thuật miễn phí, hãy liên hệ tới số hotline 0904 575856 56. Và để đặt hàng, hãy liên hệ tới số 0902 188 722 hoặc truy cập vào website tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp lại! Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.